Hello mọi người. Trưa hôm nay em sẽ lên một số các mặt hoa để chia sẻ cho anh chị ha. Có cái tem, có một số cái tem nè, có cái tem có nụ luôn. Bangkok Red nha mọi người, Bangkok. Bangkok Red đúng rồi. Bangkok Red thì em còn một mẫu này thôi, hàng nụ. Hàng Thái, cây này là cây Thái nha, nhưng mà cái cây này chơi rất là đẹp luôn và rất là đáng chơi. Thì cây đang có nụ như thế này nha mọi người. Em chia sẻ với mọi người giá là 180.000 ha. Bangkok Red là bây giờ ngoài thị trường không có còn cái giá này nữa đâu, mà tại vì em cũng hết hàng rồi. Em còn một chậu này đang đeo nụ để chia cho anh chị. Ai chơi cây Bangkok Red 180k thì chốt giùm em nha mọi người. Cái hướng này là nó, cái hướng đuôi nó lên nên nó hơi nhỏ, và cái hướng này thì lá nó lớn rồi, rất là khỏe nha mọi người. Bangkok Red nha, chậu y như hình, đang đeo nụ luôn, giá 180.000. Anh chị yêu thích cái mặt bông cây tem này thì inbox cho em, cho số điện thoại là 0914727162. Em sẽ chừa cây cho mọi người ha. Rồi, em có mã này chia sẻ với anh chị. Bây giờ bán hướng nha. Chậu này bán hướng có một hướng, chậu này đang đi ba hướng. Đây là một trong những cái cây xưa nha mọi người, Intermedia và A3. Nó là một trong những cái cây màu trắng. Thì em sẽ tách được một cụm. Một cụm sẽ bao gồm ba lá nha mọi người. Ba lá ha. Cứ nói chung là hướng lớn thì ba lá, hướng nhỏ em sẽ bốn lá. Chia sẻ cho mọi người 200.000 một hướng ha. 200.000 một hướng như thế này, hàng rất là đẹp và rất là đáng chơi. 200.000, anh chị nào yêu thích thì chốt giùm em. Em sẽ cắt khoảng độ từ 3 đến 4 lá cho anh chị mình sưu tầm. Hướng nhỏ thì là 4 lá ha, hướng lớn mà đẹp thì 3 lá, không thì 4 lá cho anh chị mình chơi. Đây là một cái mã mà cũng là một cái cây đài, cây mini đài màu trắng nha mọi người. Chi cho anh chị làm, hoặc là một chậu này thì bán 5 xị, nguyên một chậu to thì bán 5 xị, còn hướng thì bán 200, cứ vậy mà mình bán thôi ha. Anh chị nào yêu thích cái dòng mini thì chốt giùm em Intermedia nha mọi người. Intermedia 3A3, một trong những cái dòng rất là đáng chơi và đáng sưu tầm á. Tiếp tục em có cái mã này cho anh chị mình chơi. Lên màu khác đi ha, nãy giờ lên màu trắng rồi. Rồi em có một cái mã đỏ, cây này là cây Quýt 3 nha mọi người. Cây Quýt 3 này rất khỏe luôn. Nó có một nhát, cái mắt bên này thì nó hư rồi, nó không lên được, là coi như là chậu này hai nhát đó. Hai nhát còn lại là riêng hết cho anh chị mình chơi. Quýt 3 mọi người ha. Cây này bán, để em coi, bán hết chậu luôn. Mầm rất khỏe và đẹp nha. Cái này không sao nha mọi người, cái này nó bị cụp lá thôi, không sao. Để em dằn nó lên luôn cho nó đẹp. Cái lá cát nó lâu lâu nó nặng quá, hoặc là nó ấy là nó sẽ gặp ở cái đầu lá, không bị gì đâu mọi người, không hề ảnh hưởng. Mình chỉ cần dằn nó lên là nó sẽ giữ nguyên được cái độ đẹp của nó, đừng bỏ đừng gì hết, phí, rất là phí mọi người. Quýt 3 màu đỏ ha, cây này thì cực đẹp rồi. Anh chị nào mà chơi dòng quýt thì biết. Chậu này em chia hết chậu cho mình chơi là giá 1.800.000. Không, bán cho mọi người sưu tầm hôm nay giá là 1.690.000 đi. 1.690.000 thay vì 1.700.000 bán 1.690k ha. Nguyên một chậu bao gồm 1, 2, 3, 4, 5, và cái này gần thành lá rồi, tính là 6 luôn. 1, 2, 3, 4, 5, gần thành lá, tính 1, 6 ha. Bên này có một nhát cắt và bên này có một mắt, nó bị đen rồi, nó bị gãy mầm rồi ha. Đó, chia cho mọi người giá 1.690.000. Một cái cây quýt đáng chơi, rất rất đáng chơi đó. Anh chị nào thích thì cứ inbox Zalo cho em theo số điện thoại là 0914727162. Tiếp theo đó em có cái mã này chia cho mình chơi nè. Mã này thì cây này em mua đứt gốc ngoài thị trường thôi, chưa có cây này. Em mua đứt gốc về, em chia được cũng vài người rồi mọi người, chia được mấy nhát à, ba nhát à. Vì cái chậu này em đã chia được cho ba anh chị ha. Cây này rất là VIP đó, vẫn còn mắt, rất là nhiều mắt, nên là bây giờ em chia cho mọi người hai lá
nó đổi màu nha anh chị. Và em sẽ úp cái hình nó đổi màu lên cho mình coi. Một việc tác luôn, S40 nha. Hai lá này hồi hôm bữa em bán 2 triệu lận. Hôm nay trên live em sẽ bớt cho mọi người 100k. Em sẽ bán giá hai lá này là 1 triệu 9 nha mọi người. 1 triệu 9 ha. Đó, anh chị yêu thích thì cứ inbox giùm em. Hàng này là hàng ở ngoài thị trường không có đâu mọi người. Cây này là cây sổ và em là người sở hữu đầu tiên. Và em chỉ mới chia cho ba anh chị thôi. Đó, ở ngoài thị trường mình kiếm mua đảm bảo mọi người cây này không có. Mắt rất đáng chờ luôn. Cái này mắt rất đẹp, rất nể luôn. Ba mắt đó mọi người. Cây này nó được 2-3 mắt luôn á. Nha, hai lá đầu riêng nè. Đó, rất là khỏe nè. Hai lá đầu riêng rất là khỏe, chia cho mọi người giá 1 triệu 9. Cây này đổi màu cực kỳ đẹp. Anh chị nào yêu thích cái dòng này thì cứ inbox cho em theo số điện thoại là 0914727162. Em cũng có một cái dòng đổi màu cũng rất là đáng chơi. Mà cái chậu đó treo ở đâu rồi tìm không thấy luôn. Cái cây nó cực kỳ đẹp luôn, mã BC mọi người, rất đẹp. Mà mất rồi. Không biết treo ở đâu chứ không phải là mất, nói chung nó nằm ở trong giường mình mà mình không biết cái treo ở đâu. Triết thấy nó loạn, cái đầu mình nó đảng thì thôi luôn. Rồi, ở đây em có một hướng bu bu ra ta va a ba. Không cần phải bàn về cái độ đẹp, hàng này hàng đài Nhật từ đài về. Mắt ha, rất mắt. Một lá, hai lá và cái mầm lớn, mầm này để nó ra đây để nó chẹt cái mầm đó ha. 1,5 triệu cho cái hướng này, ai chơi thì chốt ha mọi người nha. Ba lá 1,5 triệu, cái này nó mầm nó lên mà nó bị hư rồi nè, nó không đủ sức, em cắt ra nó không đủ sức rụng cái mầm đó. Đủ mắt cho anh chị mình chơi, chỉ có bị một nhát ở đây thôi. Bớt cho mọi người 100k là còn 1,4 triệu ha. Một cái dòng cây cực VIP. Nói chung là em đã lên VIP rồi là không có cái cây nào có thể so sánh được luôn. Rất VIP và rất là đáng sưu tầm. Lobata và A3 nha. Cây này rất mắc, rất hiếm. Lobata, mã Lobata và A3 ha. Anh chị chơi thì cứ inbox cho em. Em chờ cho mọi người chậu này để chơi. Thì dưới đây cũng còn có một cây thôi. Hàng thì em trầm thuần rồi, em bán 1,4 triệu cho anh chị mình chơi. Anh chị nào yêu thích thì cứ inbox nha. Số điện thoại của em là 0914727162. Tiếp theo đó em sẽ lên một cái mã 151. 151 em chia được cho mọi người hai hướng, đều là hướng đầu khỏe đẹp hết. Cây này rất xuất sắc, ai thích lấy cái chậu này về để mà làm tác phẩm là cực kỳ đẹp, vì nó đi hướng quá là đẹp luôn. Đây, mọi người nhìn thấy không? Mắt nè, mắt sưng hết luôn ha. Hai lá này hoặc hai lá này, nói chung em chia được cho hai anh chị. Mã 151 đỏ, hai lá 1 triệu, hai lá 1 triệu. Rất khỏe luôn, hai lá đầu khỏe đẹp, trưởng thành rồi, có khả năng cho hoa. Đó, nên là mình về mình trồng rất là khỏe, nó là cái size trưởng thành. Ai nguyên chậu thì cứ inbox, em sẽ báo giá riêng ha. Cây của nó mình nhìn nè, một mắt gốc ở dưới thấy không? Một mắt rất to bên này, cũng có thể gọi là mắt gốc luôn ha, vì nó rất là to. Đó, nó ở dưới gốc mà nó đã được hai mắt rồi. Thì mình nghĩ đi, những cái cây này rất lợi nè, thấy chưa? Chậu này chưa hề khai thác một nhát nào hết. Ai chơi nguyên chậu thì giá hơi cao một chút xíu, vì nó là ba hướng. Thì chậu này độ khoảng tầm 3 triệu mấy. Còn nếu mà anh chị nào hướng thì cứ hai lá 1 triệu giùm em. 151 đỏ nha mọi người. Cái này hiện tại là nhiều anh chị đang săn lắm, một số nữa úp Facebook luôn. Em mọi người biết sao, em có mấy cây đang có nụ nữa, đang để. Và em có một cái cây 426 này nè, 426. Cây này bông rất bự mọi người, 15-16 xăng, đạt là 16 xăng luôn. Cây này thùng rồi, rất bự và đẹp. Và mắt ba lá này em chia cho mọi người giá 2,5 triệu nha. 426 mã vàng chanh, 2,5 triệu. Nếu anh chị nào yêu thích thì cứ inbox cho em. Tại vì cây này em chỉ có một chậu thôi, giá em bán là 2,5 triệu. Hiếp lắm. Ba lá 2,5 triệu mắc không? Không mắc đâu. Tại vì một lá người ta bán là đã 1 triệu rồi. Đây, ba lá phải là 3 triệu.
màu vàng cam vàng chanh đó mọi người ha, zin hết, mà cái thân của nó u nần à ha. Anh chị nào siêu tầm thì cứ em bắt cho em. Cây này em chỉ có nhiêu đây để làm giống, nếu mà mình chơi á mình thích mua một lá em cũng sẽ cắt được một lá, nhưng một lá đó là mình phải gọi là phải để lại để chừng khoảng độ 10 ngày gì đó nó sẽ đứng lên, nó sẽ cứng hơn, là em sẽ cắt. Còn nếu không mình cắt thì nó hơi uổng. Bây giờ cắt sợ nó yếu, sợ có rễ rồi nhưng vẫn sợ nó yếu. Đó, vậy ha. 2,5 triệu. Đó, nói chung là có rễ có mắt, có thấp có cao, nên là anh chị sưu tầm thì cứ theo dõi em là biết ha. Rồi. Hôm nay em chỉ quay một số các video vậy thôi để chia sẻ với mọi người thôi. Bữa sau em sẽ lên tiếp mọi người ha. Chúc mọi người có một buổi trưa thật là vui vẻ và hạnh phúc. Bye bye.